Theo ghi nhận của báo Lao động thì mưa lũ những ngày qua đã gây thiệt hại nặng nề ở các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Yên Bái và Lào Cai, trong đó thì Lai Châu là địa phương ghi nhận hậu quả nặng nề nhất trong trận mưa bão những ngày qua với 4 người chết và 3 người bị thương. Trong ngày mùng 7 tháng 8, thì Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các địa phương đang tập trung lực lượng, huy động đoàn thanh niên, dân quân tự vệ, người dân giúp các hộ dân bị ảnh hưởng di chuyển đến nơi an toàn. Theo Tổng công ty Điện lực miền Bắc và báo cáo của các địa phương, do ảnh hưởng của mưa rông sạt lở và lũ quét gây sự cố cắt chặn biến áp, khiến gần 10.000 hộ ở các tỉnh khu vực Tây Bắc bị mất điện thưa quý vị giá lúa gạo tại khu vực đồng bằng sông kiểu long tăng từng ngày khiến nhiều người bán lẻ lẫn doanh nghiệp xuất khẩu đều gặp khó theo phản ánh được đăng tải trên báo tuổi trẻ thì các tiểu thương không được các vựa gạo giao đủ số lượng đặt mua vì nhiều lý do trong đó có việc chờ tăng giá còn đại diện một số doanh nghiệp cho biết do giá lúa quá cao nên các doanh nghiệp chỉ thu mua để thực hiện theo hợp đồng xuất khẩu, chưa ký hợp đồng sẽ tạm dừng mua bởi lo ngại nguy cơ thua lỗ. Vì giá gạo thế giới tăng lên 630 đến 640 đô la Mỹ một tấn mà giá lúa là hai đến 7000 đồng 1 kg, như vậy là giá lúa đã vượt giá gạo nên khó bán, khó ký hợp đồng xuất khẩu. Cũng liên quan đến vấn đề này, thì ngày 5 tháng 8, Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị về việc đảm bảo vững chắc an ninh lương thực quốc gia và thúc đẩy sản xuất cũng như là xuất khẩu gạo bền vững. Theo bài viết được đăng tải trên báo Kinh tế và Đô thị, thì động thái này được nhiều chuyên gia, nhà quản lý cho rằng đây là chỉ đạo hết sức kịp thời, đúng đắn trong bối cảnh là giá gạo trong nước và thế giới liên tục leo thang. Bên cạnh đó, thì chính phủ cũng cần phải có giải pháp quyết, giải pháp quyết liệt hơn trong việc là thúc đẩy ngân hàng cho vay vốn trung hạn và dài hạn để các doanh nghiệp thu mua lúa, thanh toán sòng phẳng với người dân. Như vậy thì sẽ bảo đảm được là nguồn lúa gạo đầu vào. Chuyển sang thông tin được đăng tải trên báo Đại đoàn kết. Hôm nay ngày 8 tháng 8, theo dự kiến, Hội đồng Tiền lương Quốc gia sẽ chính thức họp phiên đầu tiên để thảo luận phương án lương tối thiểu vùng năm 2024. Lương tối thiểu vùng tăng hay là giữ nguyên vẫn là ẩn số trong bối cảnh doanh nghiệp người lao động gặp nhiều khó khăn. Theo tính toán thì thống kê của Tổng cục thống kê, tiền lương của công nhân lao động khu vực tư nhân vào khoảng 6 đến 7 triệu đồng một tháng. Ngoài phần thu nhập này thì công nhân lao động không còn khoản nào thu thêm. Khó khăn của nền kinh tế đã tác động trực tiếp tới việc làm, thu nhập và đời sống của công nhân người lao động. Do đó thì việc xem xét tăng lương tối thiểu vùng năm 2024 là điều rất cấp thiết. Việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính từ cấp huyện, xã đến khu phố ấp sẽ giúp thành phố Hồ Chí Minh tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế. Nhưng theo bài viết được đăng tải trên báo Sài Gòn Giải Phóng, dự kiến sẽ có tác động không nhỏ đến người dân, nhất là trong việc giải quyết thủ tục hành chính, thay đổi giấy tờ. Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thời gian tới, thành phố quan tâm ưu tiên nguồn lực hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng, phát triển kinh tế xã hội và đồng thời tiếp tục ra soát tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cũng như hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi và không thu phí đối với người dân tổ chức khi thực hiện chuyển đổi các loại giấy tờ có liên quan trong quá trình thay đổi địa giới hành chính. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 115 về phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 7 năm 2023. Đối với dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đấu giá tài sản, chính phủ yêu cầu nghiên cứu việc đấu giá một số tài sản đặc thù, trong đó có quyền khai thác đường cao tốc. Trung quanh nội dung này, báo Giao thông đăng tải ý kiến của một số chuyên gia cho rằng việc nhượng quyền thu phí là phù hợp nhưng trong quá trình đấu giá, khai thác cần phải minh bạch, cần phải tính toán mức giá hợp lý, đảm bảo thu hồi được vốn đầu tư nhưng cũng phải phù hợp với chi phí của doanh nghiệp và nền kinh tế. Thưa quý vị, ngày 8 tháng 8 năm 1967, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN ra đời đặt nền móng cho hợp tác khu vực từng bước lớn mạnh, ASEAN chăm chỉ gieo trồng hạt giống trên vùng đất mới. Đó chính là những hạt giống của hàn gắn dạn nứt, nuôi dưỡng lòng tin, mở đường cho khu vực Đông Nam Á hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển. Những hạt giống ấy đã mang lại thành quả lớn. Cộng đồng ASEAN hình thành phát triển vững mạnh và sẵn sàng trở thành lực lượng trung tâm trong các tiến trình khu vực. ASEAN từng bước khẳng định vị trí là trụ cột của hòa bình, tâm điểm của tăng trưởng và hạt nhân của đối thoại, hợp tác ở khu vực.